Chứ mà sao nè, vẫn đồ cái gì à? Hãy subscribe cho kênh Lan Lien Daily để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
哦，你怎么又不回家了？我家里人好，我家庭很好。你这龙都没买好，我得哪路啊？那不讲。 Tôi lá thôi rồi, tôi đi chán mất chứ à. Tôi thôi tôi. Chứ bữa này lá hả tại đây. Tôi đã đau ăn từ nhỉ. Chúng tôi nên để lá hả nhé. Hát thoa sang hắn thoa cho đó. Hát thoa cho đó đi.
Hánh khô nè, nãy hai ra hải nhát nè. Còn hánh đó hay được chưa? Vừa coi bắt đứa này rồi. Nó ăn tươi đấy. Như mấy thì nó thật tốt, cũng nó nhận được là không có, cô nhận là vui. Nó mềm mại. Thế là chết một cái khâu của nhận. Mẹ cho nó đến mày. Thế là mẹ khu rồi ô. Mày hàng cả á. Đó. Dạ sao tôi buộc chứ. Mình có nó ta bị chuyển đó. Đi đi hỏi được tốt à. Cái này chuyển là ăn chết bố mẹ hậu không? Mà nhắc ta có chè bổ. Mình phải cải dĩa mình à. Cảm mà tỏi mắm vậy. Vậy y làm ấy. Chưa có đi cùng một căn mình ha. Ôi dồi nhẹ hề luôn mà. Dù là nhắn mà đã nhẹ. Ai là nhắn mà đã nhẹ quá chui. Thank you.
nhiêu rồi? Là được là thấy không? Nó cứ ngang cơ nhau thôi mà. Để trong mỗi nhà một ít xong biết. Cảm ơn nhé. Thank you.
Nó xa lại bắt ăn chân đó. Ăn mẹ hôn bớt. Thì ấy, như thế mà ra nó hay lắm. Nó ra. Cái này dưới nhà này kia đã ăn gì ạ? Cả nhà nó che cái áo tải đi nè, thu màu không nhà đâu mới vừa khinh khinh này. Mới vừa nói không Yeah, huh? Nó có mẹ ô cao ở dưới nhà hay nó đi đây. Cứ bỏ mất muộn này.
nhưng phải một tiền thôi. Tại đó tôi chê bớt.